Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 17 tháng 7 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội đồng nhân dân các huyện Văn Lâm, Quái Châu và thành phố Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 5. Nhân dân các địa phương chủ động biện pháp ứng phó với bão. Anh Hợi, xã Tống Phan nuôi chim công cảnh cho hiệu quả cao. 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp nợ động thuế trên 450 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 5. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, dự và chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt trên 3.400 tỷ đồng, đạt gần 51% so với kế hoạch. Bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế, như vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường, chưa xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công, tự chuyển đổi đất nông nghiệp sai mục đích còn xảy ra. Tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra trên sông Hồng. Việc triển khai cấp nước máy cho nhân dân còn chậm. Sau tháng cuối năm, thành phố Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, khắc phục triệt để những tồn tại của một số công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng khi thi công các dự án. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5. Sự kỳ họp có các đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Đỗ Xuân Giảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế xã hội của huyện Văn Lâm tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách ước đạt trên 737 tỷ đồng. Nửa cuối năm 2018, huyện Văn Lâm tập trung thực hiện các khâu đột phá về cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, thực hiện nghiêm túc kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phấn đấu cuối năm 2018, Văn Lâm được công nhận là huyện nông thôn mới. Cũng tại kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc công nhận khu vực xã Tân Quang, Trưng Chắc và Đình Dù đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày. Hội đồng Nhân dân huyện Khoái Châu khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả. Thu ngân sách huyện đạt gần 192 tỷ đồng, đạt 79,54% so với dự toán. 6 tháng cuối năm, huyện tập trung sản xuất vụ mùa và vụ đông, làm tốt công tác quy hoạch các cụm công nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông, tiếp tục thực hiện quyết liệt giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép, tổ chức sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường công tác quản lý sử dụng biên chế cán bộ công chức viên chức và tinh giản biên chế theo quy định. Sáng nay, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông tư 15 do Bộ Y tế ban hành về việc thực hiện quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp. Điểm nổi bật trong công tác của ngành y tế 6 tháng đầu năm là 30 4 giảm nhiều tăng. Cụ thể 30 là không để xảy ra dịch bệnh lớn, không để tai biến y khoa, không để ngộ độc thực phẩm tập thể. 4 giảm là giảm quy trình khám bệnh từ 12 đến 14 bước xuống còn 4 đến 8 bước tùy theo loại hình khám bệnh, giảm trung bình 30 phút thời gian chờ đến lượt khám và chờ kết quả xét nghiệm trên một lượt bệnh nhân, giảm bệnh nhân phải nằm ghép giường, giảm tỷ lệ chuyển tuyến khám chữa bệnh. Nhiều tăng là tăng số lượt bệnh nhân khám chữa bệnh, tăng số bàn khám, tăng số ghế ngồi chờ, tăng tỷ lệ giường bệnh thực kê, tăng làm chủ 129 kỹ thuật mới do tuyến trên chuyển giao, tăng liên doanh, liên kết giữa các đơn vị y tế với các bệnh viện trung ương, đẩy mạnh mổ phaco, chạy thận nhân tạo, chụp CT, chụp X-quang kỹ thuật số,
tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, tăng thanh tra kiểm tra chấn chỉnh các sai phạm, tăng cường y đức vì sự hài lòng của người bệnh, v.v. Qua thảo luận, những hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm cũng được các đại biểu nêu ra là tỷ số giới tính khi sinh cao 122,4 nam trên 100 nữ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 19,9%. Công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt tại các cơ sở cấp nước tập trung còn lơ là, công tác quản lý chất thải y tế ở một số cơ sở còn hạn chế. Tại hội nghị, một cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hai tập thể được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có những thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017. Chiều ngày 16 tháng 7, khối thi đua các ban đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, 11 cơ quan đơn vị trong khối thi đua các ban đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh ủy có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc phối hợp trong công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Tiếp theo chương trình thời sự là chùm tin nhân dân các địa phương chủ động phòng chống bão. Để tránh thiệt hại do cơn bão số 3 có thể gây ra, các hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã và đang tích cực chủ động các biện pháp bảo vệ cây ăn quả và diện tích nuôi thả thủy sản. Để bảo vệ gần 60 lồng cá bè nuôi trên sông Hồng trước cơn bão số 3, Hợp tác xã Thủy sản Sạch Hưng Hải, phường Lam Sơn, ngoài chủ động sẵn nguồn thức ăn cho cá, Hợp tác xã đã thực hiện các biện pháp như chằng dây gia cố bè, chằng thêm lưới và các đoạn ngang để tránh hiện tượng gió tây lớn làm xô lồng cá. Toàn thành phố Hưng Yên có tổng số trên 220 ha diện tích nuôi thả thủy sản và trên 1.300 ha diện tích cây ăn quả, bao gồm 900 ha nhãn, 150 ha cam, còn lại là diện tích chuối và các loại cây ăn quả khác. Để tránh thiệt hại do cơn bão số 3 có thể gây ra, hiện tại các hộ nông dân trên địa bàn tập trung khơi thông dòng chảy, chằng buộc cây ăn quả tránh hiện tượng mưa to gió lớn, làm gãy cành, đổ cây. Tại huyện Văn Giang, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch một số diện tích rau màu ngoài bãi sát mép nước đã bị ngập do mực nước sông Hồng lên cao những ngày qua và một số diện tích có nguy cơ bị ngập. Đối với những diện tích trồng hoa cây cam quất cảnh, người dân chủ động thực hiện các biện pháp che chắn gia cố để tránh gãy đổ, úng ngập. Tuyên truyền khuyến cáo bà con thu hoạch những diện tích rau màu, tập trung nhân lực sẵn sàng chủ động bảo vệ các diện tích cây cảnh, cây ăn quả. Các địa phương cũng đã chủ động khơi thông các cửa cống, hạ thấp mực nước các trục sông tiêu nước chính, đồng thời tháo gạn nước trong đồng đề phòng mưa lũ lớn có thể xảy ra. Nhằm giảm thiệt hại thấp nhất khi bão đổ bộ, huyện Kim Động đã triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3. Từ nhiều ngày trước đó, khi có thông tin dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn Hưng Yên, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh, Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi huyện đã phối hợp với một số phòng ban chuyên môn trong huyện tiến hành tháo gạn nước đệm ở tất cả các trục sông và kênh tiêu nội đồng trên toàn huyện, vớt bèo, tu sửa máy móc và tổ chức trực 100% quân số, sẵn sàng chống úng cho cây trồng. Trước nguy cơ đổ bộ của cơn bão số 3, bà con nhân dân các địa phương trong huyện đang tích cực chủ động có các biện pháp phòng chống, nhất là bảo vệ các hạng mục công trình thủy lợi, vùng rau màu và nuôi thủy sản nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản do bão gây ra. Tại huyện Khoái Châu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các xã thị trấn. Để chủ động, các địa phương kiểm tra các trạm bơm tiêu, các vùng cây ăn quả như nhãn, chuối, tiêu hồng và bưởi diễn. Các hộ dân vùng nhãn đã chủ động chằng buộc các cây cành. Tôi nghe tin cơn bão đã chuẩn bị đổ bộ về miền Bắc thì gia đình tôi đã chuẩn bị đã chằng cành để cho nó kịp thời, để nó đỡ thiệt hại cho gia đình. Cùng với đó, 16 trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện đã chủ động bơm tháo cạn nước, trục vớt vật cản dòng chảy và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện ứng cứu khi có sự cố. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin qua đài truyền thanh huyện, các xã thị trấn về dự báo diễn biến của cơn bão số 3 để chủ động các biện pháp ứng phó. Những năm gần đây, cây nghệ xã Chí Tân, huyện Khoái Châu mắc bệnh thối củ, tỷ lệ bị bệnh ngày càng nhiều. Nhưng cho đến nay, chưa có biện pháp phòng trừ triệt để, gây thiệt hại và lo lắng cho người dân.
Cây nghệ ở xã Chí Tân đang trong giai đoạn cây non sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, xen kẽ những lúa nghệ phát triển tốt là những cây bị chết do bị bệnh thối củ gây ra. Ước tính thiệt hại khoảng hơn một mẫu. Cây thối củ biểu hiện ra bên ngoài là chết lõi, sau đó vàng lá và chết hẳn. Bệnh này do vi khuẩn Bactobacterium carotovorum gây ra, có khả năng lây lan càng về gần giai đoạn thu hoạch, bệnh xuất hiện càng nhiều. Để cứu cây nghệ, người dân đã làm nhiều cách, từ rắc vôi bột, phun nhiều loại thuốc nhưng không khỏi, khiến người trồng nghệ Chí Tân vô cùng lo lắng hoang mang. Người dân rất mong các cơ quan chức năng, các nhà khoa học tiếp tục tìm hiểu bệnh này trên cây nghệ để giúp nông dân phòng trừ. Năm nay, xã Chí Tân mở rộng thêm diện tích trồng, nâng tổng diện tích trồng nghệ toàn xã lên 440 mẫu. Năm 2014, anh Trần Huy Hợi, thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, đầu tư 1,2 tỷ đồng để mua 60 con chim công bố mẹ giống Ấn Độ. Nhờ sự nhạy bén trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ, đến nay mô hình nuôi chim công cảnh của gia đình anh Hợi cho thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Hiện tại, đàn công của anh Hợi có trên 300 con công giống và công bố mẹ. Ưu điểm của loài chim này là sức đề kháng tốt, tỷ lệ nuôi sống cao, thức ăn chủ yếu là thóc ngô, rau xanh và cỏ. Sau 18 tháng kể từ khi nuôi con giống, công đạt trọng lượng từ 3,5 đến 5 kg trên một con. Do công là loài chim quý và ít người nuôi nên giá thành khá cao. Con giống dưới 10 ngày tuổi có giá từ 1 triệu 400.000 đồng đến 1 triệu 600.000 đồng một cặp. Công bố mẹ nặng từ 3,4 đến 4,5 kg, có giá từ 6 triệu đến 8 triệu đồng một cặp. Thị trường tiêu thụ thuận lợi chủ yếu là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm nâng cao giá trị kinh tế, anh Hợi đã đẩy mạnh việc cung cấp chim công cảnh cho các khu du lịch, khu sinh thái. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 400 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế với số tiền trên 450 tỷ đồng. Trong đó, công ty cổ phần dầu thực vật Quang Minh là 213 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Thành Long 42 tỷ đồng, chi nhánh công ty cổ phần ô tô TMT gần 42 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Việt Á 6,8 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Hải Yến 6,2 tỷ đồng, công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên 5,1 tỷ đồng. Công ty cổ phần xây dựng đê kè thủy lợi Hưng Yên trên 5 tỷ đồng, công ty cổ phần quốc tế Phương Anh 4,8 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và may mặc Tân Phú Hưng 4,7 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phương Thảo 4,4 tỷ đồng, công ty cổ phần vật tư tổng hợp Hưng Yên 4,1 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tường Minh 4 tỷ đồng, vân vân. Vừa qua tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên xảy ra một vụ mất trộm. Chủ hộ là anh Trịnh Văn Tuấn, trú tại thôn Nễ Châu, bị mất một chiếc két sắt và xe SH có tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Vào khoảng 2 giờ sáng, lợi dụng gia đình đang ngủ say, có 4 đến 5 đối tượng đã dùng kéo cắt cửa sắt rộng khoảng 20 phân, đột nhập vào gia đình, lấy đi chiếc xe SH giá trị hơn 100 triệu đồng và một chiếc két sắt bên trong có vàng cùng tiền mặt. Sự việc đã được camera của gia đình ghi lại. Chỉ sau 15 phút, các đối tượng đã nhanh chóng đưa lên ô tô vận chuyển đi. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, gia đình mới phát hiện bị mất trộm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để tìm ra kẻ trộm. 6 tháng đầu năm, Công an huyện Ân Thi phối hợp và bắt giữ 10 vụ ma túy liên quan đến 10 đối tượng. Tăng 4 vụ, tăng 4 đối tượng so với cùng kỳ, có 20 trên tổng số 21 xã thị trấn có người nghiện ma túy. Toàn huyện có 92 đối tượng nghiện có hồ sơ kiểm soát ở ngoài xã hội. Hậu quả từ ma túy không chỉ tổn hại đến sức khỏe giống nòi mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, nhất là gia tăng tình trạng trộm cắp tại các địa phương. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mưa bão là yếu tố xấu ảnh hưởng tới gia súc gia cầm. Vì vậy, để tăng khả năng chống chịu các tác động bất lợi của thời tiết, người chăn nuôi cần tăng cường chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng.
Ngoài xây dựng chuồng nuôi cao ráo sạch sẽ đảm bảo môi trường, người chăn nuôi cần tăng cường công tác chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn gia súc gia cầm như dự trữ đầy đủ nguồn thức ăn, bổ sung các loại vitamin khoáng chất men tiêu hóa vào thức ăn khi thời tiết bất lợi để tăng sức đề kháng và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Đảm bảo vệ sinh thức ăn nước uống, có thể sử dụng chloramin B, T để khử trùng nước đối với những nơi nguồn nước ô nhiễm, đảm bảo cung cấp đủ nước cho vật nuôi. Tăng cường phòng bệnh cho vật nuôi như vệ sinh sạch sẽ, định kỳ phun thuốc sát trùng khu vực trong và ngoài chuồng nuôi. Đặc biệt chú trọng tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch các vaccine cho vật nuôi, cách ly kịp thời vật nuôi có biểu hiện ốm, bỏ ăn và báo ngay với chính quyền địa phương, ngành thú y khi vật nuôi bị chết hàng loạt để phòng dịch hiệu quả. Nắng nóng diễn ra trong ngày nhiều, cộng với thời tiết mưa kéo dài như hiện nay, nhãn rất dễ bị đứt thối quả, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Để bảo vệ năng suất, các chủ vườn nhãn cần chủ động các biện pháp. Mưa nắng xen kẽ không chỉ gây nứt rụng quả mà còn là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh phát sinh gây hại như bệnh sương mai thán thư. Để bảo vệ năng suất trong những ngày nắng nóng kéo dài, bà con cần chủ động tưới nước cho nhãn hàng ngày để tránh hiện tượng khi mưa xuống nhãn bị sốc nước sẽ gây rụng và nứt quả. Trong điều kiện mưa kéo dài như những ngày vừa qua, bà con cần tiến hành tạo rãnh khơi thông mương máng để thoát nước, cắt tỉa bớt quả hoặc dùng giá trống để những chùm nhãn không bị chĩu sát mặt đất. Giai đoạn này tuyệt đối không được bón phân cho cây nhãn tránh thối và nứt do thừa chất dinh dưỡng. Thưa quý vị và bà con, cỏ dại không những cạnh tranh dinh dưỡng ánh sáng nước làm cho cây lúa chậm phát triển mà còn là nơi trú ngụ của nhiều loại dịch hại nguy hiểm khác. Mục thông tin cùng nhà nông tuần này, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và bà con biện pháp phòng trừ cỏ dại đạt hiệu quả cao. Vụ này, gia đình ông Chu Thanh Hào, thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, gieo cấy trên một mẫu lúa. Ông cho biết những năm gần đây, cỏ dại xuất hiện nhiều, gia đình đã phải mất nhiều chi phí cho việc phòng trừ. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn của ngành chuyên môn, gia đình đã áp dụng biện pháp trừ cỏ đạt hiệu quả cao mà không tốn nhiều công cũng như chi phí mua thuốc hóa học. Vào vụ gieo cấy xong, được 4-5 ngày, là chúng tôi thường là phải phòng trừ cỏ dại luôn để phòng trừ cho loại tiền nảy mầm, hậu nảy mầm, và chúng tôi chuyên dùng quen cái thuốc Meco trừ cỏ tốt, sạch cỏ, an toàn, cây lúa sử dụng là không thấy bị vàng đỏ gì cả, vẫn phát triển bình thường. Theo các nhà chuyên môn thì cỏ dại là đối tượng dịch hại đa dạng về loài nên đặc điểm sinh học của từng loài cũng khác nhau. Do cỏ dại luôn có sẵn trong đất, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm và phát triển nên chúng có khả năng gây tác hại cho cây lúa ngay trong giai đoạn đầu. Vì vậy bà con nông dân cần diệt cỏ ngay từ đầu vụ lúa. Đối với lúa cấy thì có thể có sử dụng được rất nhiều loại thuốc trừ cỏ. Tuy nhiên, bà con ta có thể xử lý ngay sau khi cấy bằng các loại thuốc tiên lại mầm đã được phòng trừ trong cái lúa gieo thẳng rất hiệu quả. Ví dụ như là thuốc Meco 60AC. Tuy là thuốc để phòng trừ cỏ cho lúa gieo thẳng rất tốt, nhưng khi chuyển sang sử dụng xử lý cho cái cỏ trên lúa cấy thì cũng rất là hiệu quả cao. Ngay sau khi cấy, và đặc biệt là đối với những cây mạ non thì bà con ta có thể sử dụng cái thuốc Meco 60AC phun đều trên mặt ruộng với cái liều lượng là một chai 100ml, có thể chia ra làm 2 bình để phun cho từ 2 sào đến 2,5 sào lúa. Ngoài biện pháp trên, bà con nông dân cần kết hợp với các biện pháp canh tác khác như chọn giống tốt, xử lý hạt giống trước khi gieo xạ, vệ sinh đồng ruộng kỹ càng, gieo xạ với mật độ vừa phải, chăm sóc, bón phân hợp lý. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Văn Giang mở rộng diện tích trồng quất cảnh trên chậu. Là nghề minh khai ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Nhiều cơ quan đơn vị ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử trong cải cách hành chính. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.